Xin chào các em. Tiếp tục ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các em về kỹ năng ôn thi toán 8 học kỳ 1 nữa nhé các em nha. Câu số 1 là yêu cầu rút gọn ha. Ở đây cái bài này em nhìn nè, x bình cộng 2 cộng 1 cộng x cộng 1. Ở đây các em có hai cách giải. Có rất nhiều em thầy nhìn thấy nè, chia cột. Chỉ ra thức chia thức chia cột. Nhưng mà em để ý tinh ý một chút xíu á. Trời ơi, cái này trong cái chủ đề mà phân tích thành điện tử thầy bắt mấy em cố gắng lên nhớ đó. Nhìn thấy x bình cộng 2 cộng 1 đây chính là bình phương một tổng, các em còn nhớ không? Đây để cộng 1 tất cả bình, chia cộng 1 cho nhanh. Đây, mũ 2 đơn giản mũ 1 thì còn mũ 1, còn x cộng 1 mũ 1, xong. Đúng không? Ok, còn em nào không thấy, cứ việc chia cột cho thầy, không sao hết, cách nào cũng đúng. Ha, vấn đề nhanh chậm thôi. Rồi, câu 2, yêu cầu thu gọn. Đây là hàng đẳng thức A cộng B tất cả bình thì các em phân tích ra bằng x bình cộng 2xy cộng y bình. Và tương tự ở đây là A trừ B tất cả bình bằng E bình là cộng x bình. Nhưng đằng trước có cái dấu trừ thì phải đổi dấu, biến thành trừ x bình. Trừ 2xy biến thành cộng 2xy. Cộng B bình là cộng y bình, các em biến thành trừ y bình. Nhớ phải đổi dấu cho thầy. Sau đó rút gọn nè, x bình trừ x bình hết, 2xy cộng 2xy bằng 4xy, y bình trừ y bình hết. Xong rút gọn cuối cùng nè. Rồi câu số 2, câu số 2 có 4 câu nha, yêu cầu phân tích thành nhân tử. Phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử để dạy mấy đứa này có rất nhiều phương pháp đúng không? Đặt nhân tử chung, hàng đẳng thức, phối hợp nhiều phương pháp, nhóm tắt thêm bớt hàng tử, không? Đó. Vậy thì câu đầu tiên chắc là không dễ, mấy em đừng lo lắng gì hết. 3, 6, 3 có chung số hàng là 3 là tính nhiệt định. Rồi có phần biến chung không? X3, X2, X. Ồ, có chung X. Y, Y mà đây không có Y, không có chung được. Mày đặt 3 X ra ngoài thôi. Đặt 3 X ra ngoài còn gì? Thì em có hai cách để làm, một là nhân hay là chia. Các em làm chia cho dễ nào. Lấy 3 X3 chia 3 X thì còn X bình thì là nhân. 6 chia 3, ok, còn 2. X bình chia X thì còn X, đúng không? Y. Đặt 3 X ra ngoài, ok, còn Y bình thường. Có rất nhiều em là bữa đây tưởng mình xong, sai nha các em. Em để ý nè, đây trong này chính là bình phương một tổng, em gọt vô cho thầy x cộng y tất cả bình, thấy chưa? Đó rồi, đó là câu A nha. Câu B mình sao đây, phải cố gắng đọc kỹ cái đề, nhìn nhìn đề này, x bình y bình, trời ơi máy lên đấy, ánh sáng trong đầu liền là gì? Là x cộng y nhân x trừ y hàng đẳng thức, đúng không? X cộng y nhân x trừ y có x trừ y chung, vậy ok, tắt thành điện tử được. Vậy thì tắt ra là bằng này, x cộng y nhân x trừ y trừ cộng cho x trừ y, thì là x trừ y ra ngoài, thấy không? Có x trừ y chung nè, x trừ y chung nè, x trừ y ra ngoài, mở ngoài ra, còn cái này x cộng y, đặt hết này ra ngoài. Nhớ đặt hết ra ngoài còn số tan hình, số mấy? Số 1 này. Sau, thành nhân tử kèm. Câu C. Câu C em nhìn nào. X, 3, Y. Đây có 3 này. Y, ok. Nhóm hàng này có khả năng mặt được nha. Vậy thì để đặt X ra ngoài, thì còn X cộng 3 này. Y với Y, rồi đặt Y ra ngoài. Thì còn 3 cộng X. 3 cộng x với x cộng 3 nó giống nhau nha. Trừ nó mới khác nha. Trừ phải xử lý dấu trừ đấy. Để x cộng 3, 3 cộng x nó giống nhau. Vậy các em đặt x cộng 3 ra ngoài cho thầy nè. Để x cộng 3 ra ngoài còn gì? Còn x. Để x cộng 3 ra ngoài còn gì? Còn y. Cộng y. Xong. Anh nhân tử. Câu D. X 3, x bình, x. Đặt x ra ngoài cho thầy. Thì còn x bình cộng 5 x cộng 6. Tới đây chưa có xong đâu nha. Đã nó là nằm ở câu cuối thì là câu khó. Cái chủ đề tắt phân dịch bậc 2 để dạy mấy đứa chưa? Dùng phương pháp gì? Đây chính là sau này lớp 9 mình học chính là định lý vi hết đạo đó. Lấy số đầu nhân số cuối nè. Tắt cái này ra nè. Lấy 1 nhân 6 bằng 6 cộng lại bằng 7. Hai này cộng lại bằng 7 không thể bằng 5 được. Kiếm cho thầy hai số nhân này bằng 6 mà cộng lại bằng 5. Bằng số chính giữa nè. Có phải 2 nhân 3 không? Bằng 6, cộng lại bằng 5. Vậy thầy sẽ tắt lại ra 5x thì sẽ tắt là bằng 2x cộng 3x cộng 6. Thấy chưa? Thấy chưa? Rồi tới đây nè nè. Có gì đâu mà khó. Tới đây đặt x ra ngoài thì còn x cộng 2. Đặt 3 ra ngoài còn x cộng 2.
Thấy chưa? Bước cuối cùng xong nè. Ở đây có nhân tử chung như là gì? X cộng 2 đặt x cộng 2 đâu ngoài? Thì còn gì? X. X này đâu ngoài con? 3. Xong rồi. Các em quan sát đến câu 3 nha. À, câu 3 là thực hiện đầu tiên là đây là việc chia ngay rút gọn rồi đúng không? Vậy thì ở đây đây là ghé là các em, đây là đơn thức chia cho đơn thức thì rất đơn giản đấy, số chia số biến chia biến thôi đúng không? 18 chia 3 ok bằng 6, x bình chia x thì còn x cũng 1, y chia y mất, z chia z mất, xong nhanh cực kỳ đúng không? Rồi câu B yêu cầu rút gọn cái này hóa đơn giản, đây là cộng 2 phân thức cùng mẫu đúng không? Cùng mẫu thì giữ mẫu cộng từ này với nhau thôi ha. Bên lại nè, x trừ 1, cái sai của các em hay bị nè, nghe là có ai bị thì nhớ vô dùm thầy á, giữ mẫu nè, cộng từ với nhau nè đó, trừ x. Còn rất nhiều em sai điều này, có nhiều em ghi cộng 1, có ai bị thì cố gắng nhớ, thì vẫn hồi xưa thầy dẫn nói là các em cẩn thận đầu lâu nguy hiểm nè. Đây dấu trừ này không phải là của x cộng 1, không phải quả mỗi x thôi mà nó quả nguyên x cộng 1 luôn. À, vậy thì phải nhân dấu trừ vô, dương âm nhân dương là âm nè, âm nhân dương là âm 1 đằng sau mới đúng nè. Có rất nhiều em ghi cộng 1 đó, thầy nhắc đi nhắc lại, ai sai một lần là cố gắng lần sau phải nhớ nha. X trừ x mất, còn đáp số cuối cùng trừ 1 phần x trừ 1 xong bằng. Rồi các em quan sát đến câu C nha. Rồi câu C nè, các mẫu đúng không? Thì chắc các em phải phân tích mẫu là nhân tử mới quy đồng được đúng không? Để viết này này thôi, cái mẫu này không làm được gì hết. Rồi viết lại ha, x bình với x có chung x đặt x ra ngoài còn x trừ 1. Giờ phải xác định được mẫu chung quy đồng nè. Mẫu chung là gì? Lập tích chung vào đi với số 1 lên nhé, đúng chưa? Rồi chung là gì? Chung là x trừ 1 đó các em, thầy viết x trừ 1 cho nè. Đó là chung. Riêng là gì? Riêng là x quy đồng nha. Cộng này chia này, còn x nhân lên x là x bình phương. Cộng này chia này các em, còn 1, 1 nhân lên đây không đủ. Nhưng mà đằng trước có dấu trừ, cẩn thận, biến thành trừ 2x. Rồi dấu cho ngoài, dự dấu sao nè, cộng 1 cho này. Nhớ nha, còn em nào kỹ hơn trừ mà ngoài ra, sau đó phá ngoài của dấu được nha. Rồi các em tới đây chưa có xong nha. Em nhìn nè, x bình trừ 2x cộng 1, đây chính là bình phương một heo. Đây chính là x trừ 1 tất cả bình. Đó, nhớ là khi rút gọn phút cuối người ta phải rút gọn được nữa nha. Cái này đơn giản mất nè, còn x trừ 1 phần x, đây là rút gọn cuối cùng nha. Ok, các em quan sát sang bài số 4 nha. Số 4 yêu cầu rút gọn biểu thức quy. Trời ơi, cái này câu A là dễ, câu B thì kiến thức ngay chương 1 thầy đã dạy với đứa rồi, đúng không? Cái này quá đơn giản nè, trừ 2 phân thức cùng mẫu nữa chứ. Cùng mẫu thì giữ mẫu, em thấy không? Bài này ba trong đây có ba câu gài dấu trừ hết, mấy em đừng bị sai nữa nha. Rồi cùng mẫu giữ mẫu cộng từ này với nhau, x cộng 3. Rồi đồ dấu này trừ x cộng 7, đúng chưa? Nhớ đồ dấu này nha. Sau đó các em thu gọn cho đây nè, x trừ x hết, 3 cộng 7 bằng 10. Quá trời êm luôn các em, phải không? 2x cộng 1. Rồi chủ yếu cái bài tập này là câu B các em nha. Câu B người ta nói nè, tìm tất cả các giá trị nguyên của x để biểu thức quy nguyên. Ngay chương 1 cái chủ đề này nguyên thầy đã nói mấy đứa rất nhiều luôn, mà thật sự bài này còn dễ hơn mấy bài chương 1 đó nha. Muốn quy nguyên rất là đơn giản, khi từ phải chia hết cho mẫu thì nó mới ra nguyên được, đúng không? Chia không hết làm sao ra nguyên được, đúng không? Vậy thì mấy con chỉ cần bình luận nè, để quy thuộc số nguyên khi và chỉ khi 10 phải chia hết cho 2x cộng 1. Vậy 10 chia 2 cộng 1 chia ra điều gì? Chia ra x 2x cộng 1 phải là gì mấy đứa? Mấy đứa học rồi nè, A chia hết cho B, A đóng vai trò là bội của B và B đóng vai trò là ước của A. Vậy thì hôm nay là ước của 10, là ước của 10, mà ước của 10 thì nhiều nha các em, cộng trừ 1 cộng trừ 2 cộng trừ 5 và cộng trừ 10. Mấy đứa dạy cho thầy tổng cộng 10 cái phương trình nha, mà phương trình này dễ nhạc nè, phương trình bậc 1 mà, đúng không? Vậy thì mình sẽ dạy nè, phương trình thứ nhất 2x cộng 1 bằng 1 là nó bằng á. Rồi vậy thì tương đương x bằng, chuyển vé qua, này là không chia cho 2 bằng 0,
Các em à, em phải coi những cái điều kiện của bài nha. Đề bài chưa có điều kiện nha, điều kiện nha. Mấy đứa lên làm nè, cái câu B này nè. Và điều kiện bài này phải ghi thêm điều kiện nha. Điều kiện là mẫu phải khác không, 2x cộng 1 khác không. Vậy là điều kiện nào? Với x, điều kiện là x phải khác 1 phần âm 1 phần 2 nha, phải thêm điều kiện cho thầy. Mẫu phải khác không? Ok này, ok, nó khác âm 1 phần 2 và điều kiện nhân 1 cho chị. Trường hợp thứ hai, ồ, câu này ước nhiều quá à. Bằng âm 1, vậy thì tương đương x bằng cộng 1 chuyển qua là trừ 1, trừ 2 chia 2 bằng âm 1 là số nguyên. Khác này nhận luôn. Tiếp tục 2x này 8 ước đúng không? Ồ, 8 ước trình bằng 2 tương đương x bằng nè, chuyển qua nè, chuyển qua trừ 2 trừ 1 1 phần 2. 1 phần 2 có trùng không? Mà người ta yêu cầu tìm x nguyên đúng không? X nguyên tìm giá trị nguyên của x, vậy loại luôn. Tại vì 1 phần 2 này không phải là số nguyên, loại lên. Tiếp tục cho này, 2x cộng 1 bằng âm 2, vậy thì tương đương x bằng, chuyển thế qua, chuyển qua trừ 3 phần 2, loại luôn. Tiếp tục 2x cộng 1 bằng 5 tương đương x bằng, chuyển qua là 4 chia 2 bằng 2, nhận. Bài này nhiều đáp án lắm nha. Tiếp tục 2x cộng 1 bằng âm 5 thì tương đương x bằng, chuyển qua là âm 6, âm 6 chia 2 x bằng âm 3, nhận luôn, thỏa điều kiện. Rồi tiếp tục 2x cộng 1 bằng 10, vậy thì tương đương x bằng 9 phần 2, loại. Cái này không nguyên không nhận được, vừa thứ nhất và vừa nguyên và phải khác cái này đáp án này nữa. Nhưng mà cái này chắc là phân số loại rồi. 2x cộng 1 bằng âm 10, vậy thì tương đương mấy đứa tìm được bằng âm 11 phần 2, loại luôn. Vậy kết luận ở đây mình sẽ có những giá trị sau đây. Vậy x bằng những đáp án ở đây: thứ nhất 0, âm 1, gì nữa 2, gì nữa âm 3, thì quy thuộc số nguyên. Rồi em trình bày vào. Rồi các em quan sát vô bài toán hình nha. Cho tam giác ABC vuông tại A, Y là trung điểm của BC. Ồ, vậy là trung điểm cận huyền. Vậy thì AI chính là đường trung tuyến. Và các em phải nhớ nè, trong tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với cận huyền thì bằng được cận huyền. Nhớ kỹ rồi đó cho thầy nha. Rồi đầu tiên tôi vẽ tam giác ABC vuông tại A nè nha. Đầu tiên em vẽ tam giác vuông nằm cho thầy nha. Đó, vẽ vuông nằm nè. Bây giờ vuông tại A, ABC vuông tại A, gọi Y là trung điểm của BC, chia đôi đoạn thẳng BC ra hai phần bằng nhau cho thầy. Y là trung điểm, ký hiệu vô. Và nối luôn cái đường này cho thầy nè. Và phải thuộc lòng luôn. AI đóng vai trò là đường trung tuyến mà mình học rồi, trong tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với cận huyền thì bằng được cận huyền, ba khúc này bằng nhau. Cần thiết thì phải nối ra chứng minh nha. Rồi tiếp theo, từ Y kẻ IE vuông góc với AB, từ Y kẻ IE vuông góc AB, căn vuông góc đứng cho thầy. Ồ, trong đây phải nhớ đến cái gì? À, vuông góc đây thì trong đầu phải soạn nào. Trời ơi, hai đường thẳng này cùng vuông góc với một đường thẳng thì chắc ăn hai này song song với nhau nha. Hoặc là tới đây các em phải nhớ đến là gì, tam giác này là tam giác cân, đây là đường cao đó, đường cao xuất phát từ đỉnh cân nè. Đường là đường cao thì chắc ăn nó là đường trung tuyến và đường phân giác, và nó chính là đường trung trung trực. Phải soạn sẵn điều đó, cần thiết xử lý nha. Kẻ IF vuông góc AC, nói vô, trời ơi, thêm một đường vuông góc nữa. Vậy nó ra hình chữ nhật rồi. Wow, có ba góc vuông. Ồ, lập tức nó là hình chữ nhật rồi. Vậy thì câu đầu tiên, ồ, vẫn còn nữa không? Trên IE lấy điểm M, trên tia IE, tia IE là kéo dài đó được, lấy điểm M sao cho EM bằng EI. Ồ, vậy thì các em phải kéo dài ở đây. EM bằng EI, vậy thì em đo EI bằng bao nhiêu?
thì em kéo lên đây cho thầy bằng bao nhiêu nha. Đó, mở đây các em nha. Rồi tiếp tục. Trên tia IF lấy điểm N. Lấy điểm N sao cho FI bằng FN. Ok, FI bằng FN đây. Đó lên, ngược lên trên này nha các em nha. FI bằng FN. Thẳng lên đây cho thầy. Đó, kéo lên. Đây, FI bằng FN, ký hiệu cho thầy nha. Chứ này là hai gạch nè. Cái này mới đưa đánh cho thầy, dấu ít cho đây thầy đây. Đó, tiếp tục. Chúng mình tứ giác AEF là hình gì? Vì sao? AEF. Ồ, chắc ăn là hình chữ nhật đó. Có một góc vuông, hai góc vuông, ba góc vuông. Chắc ăn nó là hình chữ nhật à? Rồi, thêm trình bày vào. Rồi, giờ mình trình bày nha. Có A. Rồi, ta có ba góc này bằng 90 độ này. Đó là hình chữ nhật, các em có ba dấu hiệu chứng minh là gì? Tứ giác có ba góc vuông. Hình mình có một góc vuông. Và hình hình ảnh có hai đường chéo bằng gì? Bằng nhau, đúng không? Vậy thì giờ mình sẽ trình bày nha. Ta có góc A đọc ra cho thầy luôn. E, A, F bằng góc E nè. A, E, E. A, E, E. Bằng góc F này là A, F, E. Rồi nó bằng bao nhiêu độ các em? Bằng 90 độ nha. Sau đó các em kết luận. Right. Thứ giác AEF là hình chữ nhật. Để chứng minh trước thì phải kết luận nha. Còn có nhiều em á, kết luận trước rồi chứng minh cũng được. Có nhiều em nói là tứ giác này hình chữ nhật vì ba góc này bằng 90 độ. Được luôn, không vấn đề gì hết nha. Giờ thầy nói đến câu B. Người ta hỏi tứ giác AIBM là gì? AIBM là gì? Thầy nói cho ta. Các anh nhìn đây là thấy hình gì rồi? Hình thoi rồi, đúng không? Đó. Em nhấn mấy em chứng minh thứ nhất AIBM là hình hình thoi nha. Chắc anh là hình thoi rồi. Mà các em nhớ dấu hiệu hình thoi nè. Thứ nhất, bốn cạnh bằng nhau. Cái thứ hai là bốn cạnh bằng nhau. Cái thứ hai này gì? Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau. Hình bình hành có hai đường chéo cùng góc với nhau. Hoặc là hình bình hành có một đường chéo là phân giác của một góc. Đó là cách chứng minh nha. Vậy thì theo thầy á, bài này thầy vẫn có thể chứng minh bốn cạnh bằng nhau được nha. Bốn cạnh bằng nhau vẫn có khả năng chứng minh được luôn. Nhưng mà thầy sẽ hướng dẫn em cách này nha. Thì thầy vẫn nói song song cho các em những cái cách để em phân tích bài ha. Nhìn thấy bạn này các em, cái đường này nè, đường này là đường trung trực đúng không? AB là đường trung trực của MI đúng không? Tại vì đi qua trung điểm và vuông góc nào mấy đứa? Mấy đứa nhìn nè. Cái này thầy thấy cũng hay, bốn cạnh bằng nhau cũng hay nè. Mấy đứa các em tập trung đến đây. AB là đường trung trực nè. Tại vì sao? Nó vuông góc và đi qua trung điểm. Đúng không? Bởi AB là đường trung trực dẫn đến cạnh này và cạnh này. Tại vì tính chất đường trung trực mình học rồi. Mọi điểm nằm trên đường trung trực thì cách đều hai đầu mút. Đúng không? Đường trung trực thì đoạn này bằng đoạn này, đoạn này bằng đoạn này. Đúng chưa? Mà hai đoạn này mà đoạn này bằng đoạn này nha, đoạn này bằng đoạn này nha, mà đoạn này bằng đoạn này, suy ra bốn cạnh bằng nhau, cực dễ luôn, đúng không? Cách này hay hơn á, thầy bắt đầu thầy đi kiếp kia á, nhưng mà thôi cách này hay nè luôn ha, đó. Tại sao hai này bằng nhau? Tại vì mình phải nhớ là trong tam giác vuông đường trung tuyến đúng với cạnh hình thì bằng được cạnh hình, nhớ chưa? Vậy thì thầy sẽ làm cách thứ nhất cho mình đưa coi. Ta có vì nè, vì AB là đường trung trực của cái đoạn hàm gì? MI. Tại vì sao? Nó đi qua trung điểm và vuông góc thì nó là đường trung trực, đúng không? Thì từ đây suy ra AM bằng AI, tính chất đường trung trực đó. BA bằng BI nha. Mọi điểm nằm trên đường trung trực thì cắt đều hai đầu mút. Rồi mà AI bằng BI nè, mà AI nè bằng BI nè, không bằng IC và bằng BC chia 2
Đó, lúc đầu mà em vẽ hình thầy đã nói điều đó liền. Nhớ tự nhiên mà cho trung điểm của cả huyền thì chắc ăn cái từ vuông nối đến cái trung điểm đó là trung tuyến, đúng không? Rồi vậy từ đây suy ra điều gì? Đó, hàng này bằng nhau này. Vậy suy ra bốn khúc này bằng nhau. Suy ra AM bằng AI bằng BI bằng BA. Đó, kết luận vậy thứ nhất AIBM là hình hình thoi. Đây là một cách nha nha. Rồi giờ thầy hướng dẫn mấy đứa cách hai này. Có một số em ta thấy cũng có ý tưởng làm cũng đúng không sao hết nha, muốn làm sao làm đúng rồi rồi ta không phải chết thêm chúng thầy đó. Rồi tôi sẽ hướng dẫn mấy đứa làm cách hai này. Cách hai này mấy đứa để ý nha, hãy ở hai cạnh này bằng nhau nha. Thầy sẽ đưa đây bình hành trước. Nếu mà mấy đứa chúng mình được thứ giác này thì bình hành thì chắc ăn chúng mình được hình thoi được. Tại vì nè, có hai hình chéo vuông góc với nhau nè. Hình bình hành có hai chéo vuông góc với nhau là hình thoi, đúng không? Hoặc cả có hai cạnh kề bằng nhau cũng là hình thoi nè. Thấy chưa? Rồi mấy đứa coi đây nè mà. Muốn chứng minh thứ giác này bình hành thì cần chứng minh thằng này nè, bằng này nè. Nhiều cách làm lắm. Mấy đứa coi thầy hình dẫn nè. Mấy đứa chứng cho mình cho mấy đứa nè, hai cạnh bằng nhau nè. Mấy đứa có thể làm cái này nè. Ồ, ra đây tự nhiên xuất hiện nhiều ý tưởng nào quá mấy đứa. Nhìn nè, để chứng minh hai cạnh bằng nhau cho mấy đứa coi nè, nhìn nè. A, B, I là tam giác cân, đúng không? Hai cạnh bằng nhau là tam giác cân. Đường cao chính là đường trung tuyến cạnh này bằng cạnh này. Thấy chưa? Hai cạnh bằng nhau, hai cạnh bằng nhau là hình bình hành. Hình bình hành có hai chiếu vuông góc với nhau là hình thoi, đúng không? Thầy chứng minh hai cạnh này bằng nhau khác với khác này. Nghe mấy đứa. Có nhiều em nói thầy ơi, em không biết làm cách thầy. Đó, tôi thấy tôi xuống tôi thấy có một số em làm như vậy. Có nhiều em xét tam giác vuông AEI và EBI, xét hai tam giác vuông này bằng nhau. Cạnh huyền là mấy đứa. Thấy không? AI bằng BI là cạnh huyền này, EI là cạnh góc vuông chung này. Vậy thì hai tam giác vuông này bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền, cạnh góc vuông dẫn đến cạnh này bằng cạnh này. Cách thứ hai. Thầy nói thêm cách thứ ba này. Nghe cách thứ ba rồi này. Cách ba ngắn hơn nhiều luôn. Nhìn thấy bạn. Trong tam giác ABC, nhìn các em cách thứ ba thầy nói ngắn hơn nữa này. Đường thẳng đi qua trung điểm cạnh thứ nhất, song song với cạnh thứ hai, song song vì sao cùng vuông góc AB, hàng này vuông góc với nhau này. EI song song với AC vì cùng vuông góc AB. Đường thẳng đi qua trung điểm cạnh thứ nhất, song song với cạnh thứ hai, lập tức đi qua trung điểm cạnh thứ ba, cạnh thứ này. Ba cách xử lý. Thấy chưa? À, vấn đề các em làm sao? Ok, cách các em khác thôi mà vẫn bản chất đúng. Thì trong ba cách tôi vừa nói, em đi cách nào cũng được nha. Nhưng mà mình các em thấy cái bài nào ý tưởng hay thì mình nên làm ngắn gọn lên nè. Thì các em còn trước giờ thầy chứng minh tam giác cân nhiều quá, thầy sư thì đa số thầy làm tam giác cân rồi đường cao chính là đường trung tuyến. Còn cái cách cuối cùng thầy vừa nói là đường trung bình cũng khá là hay. Đường trung bình để theo thầy nghĩ ngắn nhất đó nha. Rồi tùy các em. Rồi mình nói nè, nếu mà sử dụng thầy dùng cái gì đây, thầy dùng cách thứ ba đi nha. Rồi cách thứ ba mà trong cái dạng cách hai nha, thì mấy đứa nói nè, trong tam giác ABC có BI bằng IC, giả thiết người ta cho rồi EI song song với AC, mở ngoặc vì sao? Vì cùng vuông góc với đoạn thẳng AC. Đường thẳng đi qua trung điểm cạnh thứ nhất song song với cạnh thứ hai thì suy ra AI bằng EB. Thầy nghĩ cách này ngắn nhất trong ba cách thầy vừa được cho mấy đứa nha. Đó, cách này ngắn nhất có ba dòng mà. Cách kia tôi bảo là xếp tam giác không là tụi em đã muốn bao bốn dòng rồi không? Đó. Rồi. Hai này bằng nhau. Ba. MI bằng EI. Giả thiết đây là chính là định lý một đường trung bình nha. Vậy suy ra tứ giác AIBM là hình bình hành, đúng không? Mà là hình bình hành lại có mà rồi giờ đừng chúng mà nữa nha, lại có hai đường chéo vuông góc với nhau AB vuông góc với MI. Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau, vậy tứ giác AIBM là hình gì? Hình thoi.
Dạ. Rất nhiều ý tưởng để làm bài. Các em quan sát đến câu C. Chứng minh M đối xứng với N qua. Đây, M đối xứng với N qua. Rồi, các em muốn chứng minh M đối xứng với N qua nha. Chứng minh một hai điểm được đối xứng với nhau qua một điểm thì các em muốn làm M đối xứng với N qua thì các em phải làm những thứ sau đây. Thứ nhất, chứng minh AM bằng AN. Được chưa? Đó, thứ hai. Mấy đứa phải làm gì biết không? Thứ hai, mấy đứa phải chứng minh cái gì? Chứng minh M A N thẳng hàng. Nó bằng nhau mà nó không thẳng hàng sao đối xứng? Hai điểm được gọi là đối xứng với nhau qua một điểm. Khi điểm nó đóng vai trò là chung điểm. Mà chung điểm thì chắc ăn phải cắt đều hai đồng út phải bằng nhau và phải thẳng hàng. Đúng không? Vậy thì mấy đứa này, mấy đứa chứng minh cái này cho thầy nè. Mấy đứa phải chứng minh cạnh này nè. Bằng cạnh này trước cho thầy. Rồi thằng hàng thầy nói xong nha. Chứng minh thằng hàng thầy nói xong. Thằng hàng ở đây mấy đứa có thể làm theo tiền đề ứng lý cũng được. Hoặc đưa về trăm tám cũng thành công nha. Mấy đứa nè. Ở đây mấy đứa chứng minh nè. Cạnh này bằng cạnh này ha. Mấy đứa coi quan sát nè. Có nhiều cách làm luôn. Rồi ok. Thầy nói cái này vô. Rất đơn giản. Thầy chứng minh tứ giác này này hình tròn. Tiếp tục, thầy chứng minh tứ giác này hình tròn. Nên cạnh này bằng cạnh này. Đúng không? Cạnh này bằng cạnh này. Đúng không? Này, hay này, nhìn đây là cho nó mau này. Khỏi khỏi cạnh nào vậy? Nhìn đây. Khỏi chứng minh hình tròn luôn. Nhưng mà các em không chứng minh hình tròn, cuối cùng tí chứng minh thằng hàng hơi cực cho mấy các em. Nhìn nè. Cạnh này bằng cạnh này chắc ăn. Đường này đường chung trực. Thì cách đều hai đầu mút. Cạnh này bằng cạnh này. Mà hình thôi cạnh này bằng cạnh này, suy ra cạnh này bằng cạnh này. Sao? Hay là bằng nhau. Nhưng mà vấn đề chứng minh thằng hàng. Đó, chứng minh thằng hàng nó mới cần đó. Các em bắt buộc các em phải đưa đây hình thôi để chứng minh thằng hàng. Chứ không thôi, em mà làm cái cách thầy vừa nói á, thì chứng minh thằng hàng cực kỳ đau đầu. Nghe, yeah, chứ mày đơn giản đâu. Thầy phải làm theo tiền đề ứng lích, phải chứng minh này song song này nè. Nè, mấy đứa, theo tiền đề ứng lích nè, AN. Nha, bản thân nếu mà em chứng minh được tứ giác này thôi thì cạnh này chắc ăn song song với IC. Đúng không? Rồi, hình thoi thằng này song song với BI. Mà ba điểm này sao đây? Thằng hàng. Đúng không? Nè, AN song song với IC. Có nghĩa là AN song song với BC đấy. Nha, hàng này song song với BI tại vì bản chất ba điểm là thằng hàng rồi. AN song song với IC. Rồi, AM cũng song song với IC luôn. Hay là BI đấy. Nha. Vậy thì qua một điểm là ngoài đường thẳng chỉ có vẽ được một đường thẳng song song với đường thẳng cái trước thôi. Mình chứng minh AN song song IC và AN chính song song với BI chính là song song với IC. Vậy lập tức ba điểm mình thẳng ngang theo tên đề thôi. Nghe đó, vì thế bắt buộc phải đưa đây thôi. Đó, hoài mà các em có một cái cách về này. Nghe thầy nói thêm cách hai chứng minh thẳng ngang. Thầy đưa về trăm đó vẫn thành công. Nhìn thấy bạn, một khi em chứng minh tứ giác này là hình thoi rồi, rồi thì chắc ăn góc này bằng góc bên này. Đúng không? Hình thoi các đường chéo đều là phần. Yeah. Tập trung lên bảng nè. Hình thoi này đây chính là phần nha. Góc này bằng góc này. Nha. Yeah. Góc này bằng góc này, góc này bằng góc này. Mà hai góc này cộng này bằng 90. Suy ra góc này cộng góc này bằng nhau 90. Tạo thành một góc bẹt. 90 cộng 90 chẳng đáng 3 điểm đang nghe. Nha. Yeah. Đó, nghe trên bài bảo. Rồi, vậy thì giờ tôi sẽ phải làm ha. Tôi chứng minh tứ giác này là hình thoi giống như bên này cũng được. Và nè, em để ý là đây nè. Đường thẳng đi qua trung điểm cạnh thứ nhất song song với cạnh thứ hai nè. Thì đi qua trung điểm cạnh thứ ba, cạnh này bằng cạnh này. Cạnh này bằng cạnh này, này hình bên đánh. Hình bên đánh có hai đường chéo một góc với nhau là hình thoi. Đúng không? Nhưng mà giờ ý tưởng thầy làm thêm một ý tưởng khác. Nhà khác nữa, thầy sẽ không làm như vậy. Mà thầy sẽ làm nè. Tam giác AIC là tam giác cân. Hai cạnh bằng nhau nè. Đường cao chính là đường trung tuyến dẫn hai cạnh này bằng nhau. Thế không làm theo đường trung bình nữa mà sử dụng cái lợi của tam giác cân nha. Ở trên bài này ta có tam giác AIC cân tại Y. Giải thích vì AI bằng IC lúc nãy mình chứng minh trên rồi đó. Ở chứng minh ở câu B là các em. À, tôi lồn nét, tôi lồn ba này bằng nhau luôn nè. Ờ. Rồi. Mà IF là đường cao
C ra I F cũng là đường gì? Trùng tuyến. Này tôi đi đường khác. À, cái này nằm dài cái kia một dao một các em. À, đường trùng tuyến. Vậy ở đây C ra đường gì? Rồi. Đây, đường trùng tuyến thì dẫn đến cạnh này. Cạnh ba cạnh này. C ra A F bằng F C. Nha. Lại có IF bằng FN. Dạ hết. Vậy từ đây các em suy ra được tứ giác AICN là hình thoi. Mà nói hình thoi thì chắc ăn cạnh này bằng cạnh này. Đúng không? Đó. Nên AN bằng AI. Đúng chưa? AN bằng AI. Này cạnh này bằng cạnh này. Mà cạnh này này như cạnh nào với này? Bằng enjoy mà. Đúng không? Đó. Mà AI bằng AM. Vậy từ đây các em theo tính chất bắt cầu suy được AM bằng AN cho vậy. Ở đây là số 1. Rồi chấm năm hẹp. Rồi AN bằng AI do thứ giác này thôi, em kỹ hơn thì em giải thích nha. Còn đây thầy làm hơi nhanh lắm. Rồi chấm cho em nè. AN song song với IC. Đó, giải thích ra. Vì tứ giác AICN là hình thôi. Đó. Rồi AM này song song với BI. Giải thích ra. Vì thứ nhất AMBI là hình thôi. Rồi lại có cái gì? Lại có BMI thằng ngang. Dẫn đến theo tên đề ước lệnh nè. Qua một điểm là ngoài đường thẳng chỉ có vẽ được một đường thẳng song song với đường thẳng cao trước thôi. Đó, AN song song với IC. Rồi AM song song với BI. Song song với BI có nghĩa là song song IC đấy. Mà ba điểm này đó thẳng hàng, dẫn đến ba điểm này cũng thẳng hàng. Vậy từ đây suy ra M A N thẳng hàng. Còn các em thích làm theo 180 cũng được nha. Đưa về tên đề, đưa gì? Tạo ra một góc bình. Ba điểm tạo ra một góc bình bằng 180 dẫn đến ba điểm đường hàng. Đặt đây là hai cho này. Sau đó các em từ 1, 2 suy ra M đối xứng với N. Qua điểm này là điểm A. Đó, đều phải chứng minh, hoàn chỉnh bài.